Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình, và mình là Mê Game đây. Hôm nay mình sẽ đi nâng cấp Long Ca lên 15 sao luôn. Hiện tại con Triệu Vân của mình chỉ mới 10 sao thôi. Mình sẽ đi xem tiến bậc của nó xem cần thêm bao nhiêu copy nữa. Từ 10 lên 15 sao thì cần tới thêm 5 con nữa. Mình sẽ đi mua thêm mảnh Triệu Vân. Các bạn vào shop hoạt động. Rồi vào shop tinh túc. Lúc trước thì trong này chỉ có bán mảnh tướng. Sau này có thêm bán pháp bảo nữa. 5 con Triệu Vân tốn 400 sừng. Khi mua rồi thì nó nằm ở dạng mảnh nha. Các bạn phải vào ghép lại dùng. Giờ 10 sao thì lực chiến của nó là tầm 197.000. Đồ con cùi chưa lên đồ cao nữa. Khi tiến bậc thì cũng tốn kém lắm. Khi các bạn nâng lên tới 11 sao thì nó sẽ mở thêm các kỹ năng để các bạn chọn lựa thêm. Nó sẽ có một số kỹ năng sau. Giờ tiếp tục tiến bậc thôi. Tăng lên mỗi sao thì sẽ có thêm ô kỹ năng để chọn. Giờ mình phải đi nâng cấp thêm để tiến bậc nó. Mò xem coi con nào đủ thì lên thôi. Lại thêm một con 5 sao khác hệ nữa. Để nâng con Chu Du. Thôi thiếu copy rồi. Đi mở thêm mới được. Con Du này hồi trước chưa có tướng nhiều thì mình cũng dùng, sau này bỏ luôn. Bỏ con mặc địch luôn, con này cũng dễ ra. Giờ có nâng cấp nhanh bao khỏe. Giờ tới 15 sao lực chiến nó tăng lên tới 561.000.
kiếm mấy cái tăng công cho nó. Pháp bảo cũng không có đồ tốt để mang nữa. Bên ngoại hình này, thì bộ này cũng mới vừa ra gần đây. Lên ngoại hình nhìn ngầu phết. Giờ đi đánh đấm một chút thử skill. Đánh nhanh chút đợi nó thua rồi hả, xem nó đánh sao. Hèn gì thấy đạt ma là sợ rồi. Đánh gặp choáng nữa. Thử lại cái nữa xem sao.
thôi dừng cuộc chơi, mình yếu quá đánh chưa lại được. Bên cây sinh mệnh mới lên được bên đế 1 thôi. Bên đế 2 chưa nâng. Bên mấy hệ kia lên được chút ít. Để vô bát hoàng kiếm vài người ngang ngang lực chiến đánh. Thì cái video của mình đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha, bye.